cái cột nhà đúng không? Tí nữa mình tắm xong rồi mình thui vô nhà. Đây là cái nhà thuê thôi à. Đâu, chắc cục á. Mỗi người là một cục này nha, có hai cục nào. Các bạn hãy bình chọn ai làm nhà đẹp nha. Nó từ phía mình cũng tới bên kia. Sáng ngày đi bơi.